Cựu cảnh sát ở An Giang tiếp tay cho chùm buôn lậu 10 tường. Bí thư Hà Nội dự án bất động sản nằm chết, hỏi lên hỏi xuống cứ nói làm theo đúng quy định. Trao quyền chọn sách giáo khoa cho các trường là xác đáng. Cựu cảnh sát ở An Giang tiếp tay cho chùm buôn lậu 10 tường. Thưa quý vị và các bạn, cựu cán bộ cảnh sát ở An Giang hầu tòa vì tiếp tay cho trùm buôn lậu 10 tường trong vụ buôn lậu 80 tấn đường cát. Chiều qua, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự buôn lậu 80 tấn đường cát đối với cựu cán bộ cảnh sát giao thông đường thủy Nguyễn Văn Võ, 55 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hầu tòa cùng vụ án này còn có trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường. 54 tuổi, Mai Văn Đẹp 67 tuổi, Tống Trường Giang 40 tuổi cùng ngụ huyện An Phú tỉnh An Giang. Theo cáo trạng vào ngày 15 tháng 3 năm 2012, 30 tường thành lập doanh nghiệp tư nhân nhưng cho người làm thuê Trần Văn Phương, còn gọi là Đôn đứng tên, 10 tường trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp để có đường cát bán, 10 tường mua đường cát tại Campuchia rồi nhập lậu về Việt Nam để tránh không bị phát hiện. 10 tường gặp Nguyễn Văn Võ, lúc này đang công tác tại phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh An Giang và giữ chức vụ trưởng trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu để nhờ tạo điều kiện. Võ hứa tạo thuận lợi cho 10 tường vận chuyển đường cát nhập lậu bằng ghe từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu tỉnh An Giang. Võ cho cano có gắn bảng hiệu phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh An Giang để áp tải ghe vận chuyển đường nhập lậu của Mười Tường. Cuối năm 2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến, chị của Mười Tường, điện thoại kêu Mai Văn Đẹp, Tống Trường Giang lấy ghe gỗ sang kho đường tại Campuchia, nhận đường vận chuyển về Việt Nam. Sau khi nhận xong 80 tấn đường, tức là khoảng 1.600 bao, mỗi bao loại 50 cân, Mười Tường gọi cho Đẹp kêu điều khiển ghe chở đường cát về Việt Nam. Khi qua khu vực biên giới thì điện báo cáo, Giang điều khiển ghe chở 80 tấn đường đến đoạn sông Tiền, cách biên giới Campuchia khoảng 150 mét thì gặp võ điều khiển cano, chở theo tổ công tác của đơn vị. Võ đã không yêu cầu kiểm tra giấy tờ và hàng hóa mà điều khiển cano chạy theo phía sau cảnh giới. Khi ghe của Giang đến Thủy Phận, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng hải quan tỉnh Đồng Tháp chặn bắt. Võ đã đến can thiệp và cho rằng đang áp tải ghe này về trạm để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giữa hai đơn vị. Mười tường cho người ghi khống hóa đơn rồi mang đi nộp cho cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp nhằm hợp thức hóa hàng lậu. Vụ việc được bàn giao lại cho công an tỉnh An Giang thụ lý. Sau khi phạt hành chính 60 triệu đồng, công an An Giang đã trả lại ghe cùng tăng vật 80 tấn đường cho bà Mười Tường. Tháng 7 năm 2021, do ông Võ bị tố giác nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang thụ lý giải quyết. Sau đó Võ đẹp và Giang ra dạ đầu thú và bị khởi tố về hành vi buôn lậu. Kết quả giám định cho thấy, nhóm bị cáo trên đã buôn lậu 80 tấn đường cát trắng trị giá 1,2 tỷ đồng. Liên quan vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tách vụ thiếu khách quan dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính của cán bộ, điều tra viên phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang để điều tra làm rõ. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 26 tháng 10. Bí thư Hà Nội dự án bất động sản nằm chết, hỏi lên hỏi xuống cứ nói làm theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, nhiều đại biểu kiến nghị quốc hội cần có nghị quyết để tháo gỡ bất động sản vì hiện có nhiều quy định pháp luật trồng chéo, vướng mắc khi các địa phương hỏi bộ ngành thì được trả lời, cứ làm theo đúng quy định. Ngày 24 tháng 10, hôm qua thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội, nhiều đại biểu nêu kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng Đánh giá tăng trưởng kinh tế từ giờ đến cuối năm và cả năm sau tiếp tục khó khăn. Với thị trường bất động sản, mặc dù Thủ tướng chỉ đạo cần sớm tháo gỡ khó khăn, nhưng thực tế cả nước có không biết bao nhiêu dự án nằm chết đứng. Ngay tại Hà Nội, hiện cũng có hơn 700 dự án chậm triển khai nhiều năm. Vừa rồi đã giả soát thu hồi hơn 100 dự án với quy mô hàng nghìn hecta để đấu thầu, đấu giá lại. Theo ông Dũng, nếu tháo gỡ được vướng mắc kích thích thị trường bất động sản thì sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực liên quan như vật liệu điện nước việc làm qua đó sẽ tác động lan tỏa thúc đẩy tăng trưởng tuy nhiên thực tế bất động sản cả nước có rất nhiều vấn đề đặt ra về mặt pháp lý ví dụ như các dự án nếu lấy tư duy bây giờ pháp luật bây giờ chiếu vào thì sai nhưng ngày xưa các dự án không đấu thầu đấu giá chỉ kêu gọi nhà đầu tư vào giao đất nhiều dự án doanh nghiệp đã vào giải phóng xong mặt bằng, hạ tầng làm xong nhưng cũng phải dừng lại. Nếu cứ để dự án đó thì lãng phí nguồn lực của xã hội. Người dân bức xúc mà nếu khởi động lại thì cũng lo, không biết tháo gỡ bằng cách nào vì sợ nguy cơ pháp lý. Chính phủ có rất nhiều quyết sách, chủ trương nhưng hiệu quả thực chất vẫn còn hạn chế, co cụm lại hết, hỏi lên hỏi xuống cứ nói làm theo đúng quy định thì cũng chết ông dũng nói ông dũng kiến nghị quốc hội nên có chỉ đạo chủ trương giả soát tổng thể ban hành nghị quyết để giải quyết khó khăn cho bất động sản vì có những vấn đề nằm ngoài tầm quyết định của chính phủ đặc biệt là những vướng mắc chủ yếu tại luật đất đai luật đầu tư ông dũng cho rằng với các dự án chậm triển khai nếu có khả năng tiếp tục thực hiện thì cần tính đúng tính đủ giá đất theo quy định hiện hành và thị trường chủ đầu tư nào không còn khả năng thực hiện dự án thì cũng phải giải quyết rứt điểm Ông Lê Trường Lưu, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũng chỉ ra một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực bất động sản vẫn còn khó khăn, chưa tháo gỡ được. Có những việc mà chúng tôi hỏi mãi không ai trả lời. Ví dụ như việc chuyển tiếp dự án luật đất đai năm 2003 đến luật đất đai năm 2013, một số dự án trước đây giao đất thông qua thủ tục hành chính, nhà đầu tư đã nộp tiền rồi, này thì cấp sổ đỏ thì thực hiện theo luật đất đai 2013 yêu cầu phải tính giá đất tại thời điểm giao đất. Thực tế có những dự án cấp sổ theo từng giai đoạn, theo tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ đầu tư. Về bản chất, khi nhà đầu tư đã nộp tiền là đã hoàn thành nghĩa vụ, còn việc nhà nước chậm cấp giấy chứng nhận là trách nhiệm của nhà nước. Một vấn đề khác được ông Lê Trường Lưu nêu ra là một số dự án bất động sản có sai sót đã được xử lý, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự rồi thì sau đó triển khai tiếp thế nào? Tổ công tác của chính phủ đã tháo gỡ cho một số địa phương, nhưng ông Lưu cho rằng việc xử lý những dự án như vậy cần phải xây dựng thành cơ chế chung cho cả nước, các địa phương có thể cùng áp dụng để xử lý. Trao quyền chọn sách giáo khoa cho các trường là xác đáng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên đến ngày 20 tháng 12 điểm sáng của thông tư rất được dư luận quan tâm đó là các trường sẽ được quyền tự chọn sách giáo khoa phù hợp nhiều giáo viên lên tiếng ủng hộ chủ trương này bởi vì chính giáo viên là người trực tiếp dạy học sinh thì hơn ai hết họ sẽ lựa chọn sách giáo khoa không thể để những người dù có chức quyền cao nhưng không trực tiếp dạy học lại lựa chọn sách giáo khoa cho giáo viên nói trao quyền cho cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên lựa chọn sách giáo khoa cũng có nghĩa là trao quyền đó cho giáo viên những người trực tiếp làm công tác chuyên môn Thầy cô luôn mong muốn được truyền đạt tri thức hay nhất đến cho học sinh nên sẽ lựa chọn bộ sách thích hợp để giảng dạy. Thầy cô giáo được chủ động lựa chọn bộ sách giáo khoa, đó không chỉ là tôn trọng vai trò của người thầy mà còn khơi dậy sức sáng tạo trong giáo dục phổ thông. Với người yêu nghề, cho dù giảng dạy một bộ sách chính, thầy cô sẽ tham khảo nhiều bộ sách, tìm cái hay cái mới để mở rộng cho học sinh khi thầy cô mở rộng các nguồn tư liệu, đối với học sinh say mê học tập cũng sẽ tự tìm hiểu kiến thức ở nhiều bộ sách khác, thậm chí không chỉ giới hạn trong các bộ sách giáo khoa. Ở thời đại Internet, không có giới hạn cho tìm kiếm thông tin thì việc sử dụng một bộ sách giáo khoa để dạy và học cũng có tính tương đối. Thầy giáo học sinh có cả kho tàng tri thức. Trên không gian mạng, học sinh nào tự học tốt sẽ trở thành người giỏi xuất sắc như những đại diện ở các cuộc thi học thuật mà chúng ta chứng kiến. Mới đây là cuộc thi đường lên đỉnh Olympia 2023. Các học sinh tranh tài đã làm cho công chúng phải kinh ngạc về kiến thức của các em. Thầy cô giáo được quyền lựa chọn sách giáo khoa, giảng dạy đảm bảo chương trình, có sự giám sát của nhà trường quản lý của ngành cấp trên. Nhưng ngoài đảm bảo chương trình, giáo viên giỏi còn kết hợp nhiều sách vở, nguồn tư liệu để cung cấp kiến thức phong phú cho học sinh và điều quan trọng hơn người thầy không tự gò ép trong một khuôn mẫu sách vở sẽ gợi mở cho học sinh cách tư duy độc lập chủ động nghiên cứu tìm kiếm cái mới đó là điều mà giáo dục phổ thông cần hướng tới